Duy. Cái gì vậy? Không có gì, chỉ là tại tối hôm nay em toàn những điện quấy rối. À, tự dưng chưa gọi điện sao? Lần nào bọn họ gọi đến đều nói mình là A Tự. Em ơi, mình đi uống cà phê nha. Được thôi, đi đâu uống hả? Nói chuyện đi. Bị tát à? Tại sao còn không nói? Anh làm gì vậy? Đánh hắn. Bỏ đi. Nè, sao lại tắt máy của em? Chẳng lẽ em muốn bị bọn người vô lại đó quấy rầy quải hay sao? Lỡ như đâu mới tự gọi đến thì sao? Cuộc gọi của quý khách sẽ được chuyển đến hộp thư thoại, sẽ bắt đầu sau 1 tiếng bíp. Nếu không, để lại lời nhắn xin gác máy. Chuyện đi. Cậu là A Tự đúng không? Tôi cảnh cáo cậu, cậu là một tên khốn kiếp ăn không ngồi rồi. Cậu còn gọi đâu, tôi xé rách miệng cậu đó. Không biết tại sao lại có nhiều người vô duyên như vậy đó. Trả em. Xâm Thái, có lẽ chúng ta đã dùng sai cách thật rồi. Trả em đi. Mẹ tỉnh táo lại đi được không? Em tình nguyện đó, vậy được chưa? Hiện giờ đây là hy vọng duy nhất của em. Người cần tìm thì tìm không được, lại tìm được cả đống rắc rối. Nếu biết sớm như vậy thì đã để số điện thoại của tôi rồi, cho cái đám du du nó một trận đến thân. Thì cũng tại mình mong Sam Thái sẽ là người đầu tiên nhận điện qua Tự mà. Đừng tranh tin tôi đi. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều thôi. Chỉ sợ là Sam Thái sụp đổ thêm lần nữa thôi. Cô có lẽ sụp đổ vài lần, cô ấy sẽ dễ dàng chấp nhận sự thật. Có nhiều lúc mình thực sự nghi ngờ, không biết cậu có phải là từ hành tinh khác tới không. Đúng vậy đó. Nè uống đi, dù sao cũng không đủ. Sau này chúng ta không còn bao nhiêu cơ hội uống rượu với nhau đâu. Cheers. Không có nhiều cơ hội uống với nhau là sao? Lúc đầu tính là tìm thấy A Tự rồi thì sẽ rủ mọi người ăn mừng náo nhiệt chúc mừng. Chúc mừng chứ gì? Ngày mai mình phải đi làm. Mừng tốt nghiệp nhiêu đó đủ rồi, cũng phải tìm việc làm thôi. Cũng đúng, mừng tốt nghiệp bao nhiêu đó đủ rồi. Chê. Ra anh không phải là tứ trong nhất nhị tam tứ mà là Tự. Còn nữa nha, trong học viện Anh Đức các anh tự xưng là F4. Anh có biết F4 có nghĩa gì không?
Nó có nghĩa là các anh là bốn đó qua thân nhau như là anh em với nhau. Tiếng Anh gọi là flower for. Trong trường học không ai không biết các anh cả. Em chỉ hỏi đại một người là hỏi được ngay. Anh xem nè, em có cả số điện thoại và địa chỉ của họ nữa. Anh gọi rồi. Anh nhìn thấy bọn họ đang tin tìm người. Tin tìm người gì hả? Đang đầy các bản quảng cáo điện tử trên đường. Anh gọi điện thoại đến thì nghe họ chửi. Bọn họ là ai chứ? Sao lại tùy tiện chửi người khác như vậy? Tìm anh lại chửi anh. Không chừng tại bọn họ không biết anh chính là anh. Cho dù anh không phải là anh thì bọn họ cũng không có quyền mắng người. Có lẽ anh vốn không nên tìm hiểu bọn họ là ai. Có lẽ anh cũng không nên tìm hiểu mình là ai. A Tinh, tại sao những người bên cạnh anh đều không phải là những người tốt? Lúc trước thực ra anh là người như thế nào? Thật ra anh là ai chứ? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Dở nhà à? Ba à, cô coi, tôi biết ngay các người đâu có giúp tôi tưới cây đâu. Muốn cây của tôi chết khô phải không? Dạ, để con tưới cho. Tưới đi. Dạ. Tưới dạ, đi. Dạ, con tưới liền. Biết mình không tốt thì phải sửa đổi. Chuyện trước đây đều là quá khứ rồi. Bây giờ phải thế nào mới là quan trọng? Điều quan trọng nhất là nhớ trả tiền thuê phòng. Xong tưới nước đi. Dạ. Để bà bố của tôi chết khô, tôi sẽ tính sổ với cô á. Nhớ nghe chưa? Dạ, tưới nước đều à. Con đang tưới mà. Em làm gì vậy? Em dập tắt ngọn lửa trong lòng của anh đó. Tưới về mới đúng. Dạ, tưới anh hả? Tưới anh hả? Muốn sống hả? Anh cười rồi. Em chết em nè. Rốt cuộc thì anh cũng cười rồi. Dạ, tưới anh hả? Tưới anh hả? Thấy vui rồi chứ? Thôi tưới rồi nè. À, em còn dám tưới anh hả? Hết nước rồi. Hết nước rồi nè. Chào anh. Cô là ai? Em muốn viết bài tìm hiểu về sinh hoạt của sinh viên đã tốt nghiệp. Không biết là anh có rảnh hay không? Tìm hiểu sinh hoạt hả? Chuyện này không cần thiết đâu. Em xin anh mà. Bài viết này ảnh hưởng đến điểm môn xã hội học kỳ sau của em. Anh giúp em đi mà. Thế được rồi. Lên xe. Cảm ơn.
Tôi nhớ hình như là tôi chưa từng gặp cô Anh Đức. Anh Đức có rất nhiều nữ sinh, sao anh nhớ hết được? Những nữ sinh xinh đẹp tôi đều nhớ hết. Chắc tại em không được xinh đẹp. Xinh đẹp? Cô không những xinh đẹp mà còn rất nhạy bén. Được anh khen ngợi em cảm thấy vui mừng lắm. Phải rồi thưa anh, anh đã đi làm chưa? Lớp đàn em đều rất quan tâm đến F4 sau khi ra trường. Chắc các anh đều đã bắt tay vào công việc làm ăn của gia đình mình rồi. Nhắc tới chuyện này, Tây Môn là người làm gương. Nhưng mà tôi và Loại cũng nhanh thôi. Vậy còn anh Đạo Minh Tử? Cậu ấy đi chơi mừng tốt nghiệp đến chưa vậy? Em có một câu muốn hỏi anh, mong anh đừng tức giận. Cứ nói đi. Tại sao người ta lại đồn rằng Đạo Minh Tử anh ấy đã xảy ra chuyện? Có à? Là nghe ai nói vậy? Em thấy đăng trên báo trong một tìm người, còn đăng trên bảng điện quảng cáo nữa. Chắc chắn anh rất lo lắng. Tình cảm của các anh rất tốt mà. Em nói chỉ phỏng vấn về sinh hoạt thôi mà, tại sao lại thật?